lần đầu tiên xuống chợ đó. Ra đây lên sóng cái cho nó vui. Đã nộp thuế chưa? Rồi anh Tám nhá, anh Tám rất nhiều cây đẹp. Hôm nay chỉ mang thí điểm một vài cây đi chợ thôi. Xin mời anh báo giá bắt đầu từ cây này đi. Cây đấy là hiện tại hôm nay đi chợ thì giao lưu anh em giá 22 triệu. 22 triệu, rồi. Chậu rất đẹp, chậu tàu cũ 22 đầu, nguyên bản, không đóng ghép, đúng không? Đấy. Tám đi từ quê hương Hữu Bằng này, quê hương Hữu Bằng. Đấy, một cây rất đẹp, cây rất đẹp. Thế còn cây này anh? Còn đấy giá 20 triệu. Đấy, cũng cái chậu là cũng hay đấy. Chậu tàu đẹp. Rồi mới đục đây rồi. Đúng. Chắc là vừa phải cắt đây, đúng không? Không, cắt này, cắt cái này. 20 triệu. Cây này 22, 20. Toàn là chậu cũ thôi. Yeah. Đây. Hàng ngũ cục bây giờ đây. Đấy. Này nó phi ra một hai cái thì đẹp. Trước cho nó dài đây à, nó không gọn cây. Đẹp quá mắt tí. Đấy. Chỗ bắc kia nó chặt mắt tiếc không? Tiếc thì nhẹ. Cổng á. Thích để nó nguyên bản. Thế, có ai thích làm nào thì làm không? Mình đi bán mà chứ không phải. Chứ nhìn nét thôi thì ai chỉ nhìn được cỡ nhìn hết. Giờ phải cho cái gì vào đây. Đấy, nhưng mà đẹp, phần thân đẹp, thân mẹ, tay chốt đầy đủ. Tay chốt đầy đủ. Đấy, chùn, rất chùn chìn. Chụp chỗ này thì ok thôi được, chấp nhận. Nhưng mà cái chỗ kia thì hơi tiếc. Hơi tiếc. Đấy. Rồi. Còn cây này thì bao nhiêu tiền anh nhỉ? Này giá lên 6 triệu. 6 triệu. Đấy. Rất già. Rất già. Thích hai cái chậu thế. Hai cái chậu đẹp. Đẹp đấy, cái này đẹp, cây nào cũng đẹp. Gốc này, cây này nó già hơn. Gốc này, gốc kia thì cắt mẹ cái đầu thì phí quá. Phí. Dạ. Gốc này là 2 mấy triệu? Gốc này 22. Gốc này 20 à? Vâng, cái chậu đẹp đấy. Đây. 20 triệu đấy là 22 triệu. Thế thì ăn con kia thì sướng rồi, đúng không? Mẹ nó có hai cái chậu này to hơn này bỏ đi. Đấy, cái này bây giờ vét bộ này đi. Này. Chẳng qua gốc này là chơi hợp với đối phố chơi nhỏ nhỏ mini. Gốc này của nó phải cắt phát này cho nó bò giống như bò thế này ra đây đẹp bao nhiêu. Điên quá. Cắt để nó cộc con này. Mà lại nguyên bản đặt cái này tự nhiên lại và nguyên bản đang đẹp này tự nhiên lại bị lép đây. Tiếc quá. Bò mà của con chỗ này của nó là đúng của nó đây. Tiếc nha. Sao? Cắt đầu, cắt thịt đầu này. Cái này nó gọn bố vào gốc vào đâu rồi. Bây giờ mà làm thế này lại phải đắp cái gì vào đấy cho nó đỡ trống. Bị cụt rồi bị cụt mất. Tiếc quá. Tiếc cả cái phân chỗ này. Giá là 20 chùn. Triệu rưỡi thì mua được đéo cây này. Chùn chiếc. Có người cũng thích cây này 20 triệu đéo được. Ngoài 22, nhưng mà 22 đẹp hơn. Vâng. Hơn 2 triệu đẹp hơn nhiều. Vâng. Tiếc quá. Tiếc thật. Cái này nó hấm vào đâu. Giờ thì làm sao mà. Tưởng tượng thì cái này nó bò đứng từ đây này. Vâng. Bò từ đây thì nhìn nó phải có độ ấy của nó. Và giờ làm sao mà này... giờ làm sao mà lấy lại được đúng không? Lấy sao? Phải mất giá. Tự nhiên cụt vỗ thôi đuôi. Cụt kia trông nhìn đẹp. Rồi, còn nhìn chỗ này thì thích. Lá kia đã xanh nhiều của nó đẹp hơn. Kia nó già hơn. Cái lá xanh của cây kia đẹp hơn. Này của nó. Bây giờ. Nhớ. Tiếc quá, cái này tiếc thật. Tiếc.
tôi sang bên chỗ anh Trinh đó, bắt đầu quay gian hàng của anh Trinh, có bán cả chậu lẫn cây. Bồ đề, bồ đề rồi, cái này xi măng cái kia đá. Đúng rồi, ông bác nói đúng ạ. Cái chợ này thành dày quá, cục mình. Cái bồ đề đúng không? Dạ, đấy, đề đấy. Hả? Bồ đề đấy. Đổi thằng ấy thôi, chỉ trả ra như là toàn ra sách. Như là cái sách. Dạ. Đề. Giống, giống đề như thế. Đó. Sách. Đấy, anh em nào thích thì alo số game như vậy. Cả chậu xi măng như thế. Đấy. Đơn đỏ. Anh đục cái gì à? Tiếc nhỉ? Tiếc cái đuôi quá. Tiếc cái đuôi quá. Hay đã đục cái gì? Tiếc cái đuôi quá, không biết vì sao lại đục mất. Thì dễ nó thu. Không, nhưng mà đục bớt bớt thôi, là đây đục bỏ hẳn luôn. Người ta đục mình làm gì? Tiếc quá. Cây tiếc. Cây đấy nó còn thì chắc em tư duy. Nè này nó nhiều cái đẹp. Nó bán rồi, nó bảo mà anh mang anh thích anh bán. Cái chậu đẹp quá, cái chậu em thấy chả ít thấy. Đẹp. Thế mà anh cứ 16 triệu anh bán, còn đâu dưới anh đừng gọi em. Không bảo anh, không bảo. Nó cứ chích cây. Không bảo mang lên đây ít. Nọ mang một cây lên chợ trên kia, nhưng mà nhiều thằng thích nó toàn đá, thì chưa làm năm về cả. Từ ba mai là ra, 30 toàn đá, 20. Bán chưa? Mai mang về cho lo cho mình. Thế à? Có ảnh cây nào cho em tí em xem đấy. Anh có ảnh đâu. Ảnh vườn nhà ông ấy đấy. Thằng này nó chơi nó có được 20 cây, nó chơi để trứng gác nó chơi. Thế là nhiều đấy, cây trứng gác mới đẹp. Đấy, nó toàn cây. Đấy, chậu thiếc nghe bài bản đấy nhỉ. Thích thì nó bán, nhà thích thì thôi. Hai cây này bao tiền cây? Cây này 5 triệu. Mình 5 à? 5 triệu rưỡi. 5 triệu rưỡi. Cây này là hơn cây này 500, bao nhiêu thôi. Cây này 5 triệu. Cây này 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi. Cây này 5 triệu. Cây 5 triệu, 2 triệu rưỡi. Cây này là đơn đỏ. Mở hàng chưa anh Vơi? Xin chào. Mở hàng chưa? May quá chưa thế nào thế nào. Xi măng. Đấy. Lọ đổ ra. Này, bố vừa nãy bố bảo là mảng hơn, đúng. Có lẽ là nên có phí với anh Trinh ở chỗ đấy. Làm cái chậu này mỏng đi. Cần bấy nhiêu thôi. Với cái chậu cho cây mini diện tích sử dụng nó có đâu đấy mười mấy, hai mươi mấy thôi. Mà làm cái thành nó dày quá, nhiều khi nó bị cục mịch. Làm không thoát thôi. Tiếc cái là cái độc này đục hơi sâu. Chậu đá hay. Vâng. Dày quá. Dày. Ở trước Hoàng có mấy cái mỏng mỏng. Mỏng được. Đấy, mấy cái nó kiểu kiểu này này. Ở đấy. Nhìn nó nhẹ nhàng. Thanh. Đây là xi măng nhé. Ừ. Xi măng luôn. Chắc là nó đấy. Nhưng mà kia nó làm đẹp hơn. Hoa văn nó nổi hơn. Ừ. Ok. Cái nó vào việc cây kia. Bị cắt mất đuôi tiếc quá. Cây 8 kìa. Lại có cái đuôi tiếc quá. Dễ nó thô. Không, nhưng mà đục để lại một tí. Đó mà.
cửa luôn, vẫn làm mình làm đâu. Đang đục mèo thôi. Đúng rồi, giờ nên này. Giờ nó cụt bố mất. Thì cụt nó làm ý của nó. Tiếc thật, tiếc cây rất tiếc. Tay chân nó, tay của nó rụt cái kia. Mà về đó. Nhìn cũng hoành tráng. Cái này một người có về được không anh? Về được thoải mái, một người về thoải mái. Tỉnh hơn một tí một tí. Thế lại vào việc thôi. Con này thì có. Đã lắm. Nhìn hơn con này tí. Và nhỉ. Vâng. Sao lại phim sau lại mang lên? Mang đôi cây đi cho nó. Bây giờ nó có về bán cây thì mình mang đi. Ok ok. Rồi rồi. Đấy, giờ cứ thấy cây đẹp và bắt cái sáng này. Ở đây cây hôm trước có ý đây anh nhỉ. Nhưng mà vẫn trồng như vậy quá. Trồng như vậy. Rồi các bạn, cảm ơn các bạn nhé.